Xuân Hảo ơi, à giờ đem đi hái rau nghe. Đi theo bà Út nè, bà Út về nè. Vậy Út ẩm đi hái rau. Út về ẩm đi hái rau nghe. Xin chào bà con mình nghe. Hôm nay có Út Diễm về, rủ Diễm, Út Diễm ra hái rau về bóp gỏi ăn hả Vũ? Ừ. Dạ. Toàn như cá nước. Thôi con chơi nước hay như vậy. Đó, ôm chơi nước vậy nè. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, tự tự ăn á con ha. Tự lập vậy hả con ha. Ừ. Ôm hai tay ôm vô, ôm vô. Ôm vô đây, đúng rồi. Đúng rồi. Nhai có biết nút đâu vậy? Nhai đi. Ừ. Đi, giỏi đó. Ừ. Ê, trời ơi thương quá. Sáng Hà ơi. Ướt về bà dữ à. Đi. Đây bà Út ẩm đi con. Đây. Đi, đi giùm Út ẩm qua giường. Đi, bà Út ẩm đi nè, đứng hơi tối nè. Dậy. Ui, đứng dậy coi nè, đó. Thấy bà Út về mừng quá trời luôn. Trời ơi, ôm bà Út xong rồi hôn người chứ bộ. Đó, thấy không, vậy đó. Đó, gà má bà Út kìa. Vậy hả con? Ê, đó, vậy đó xem. Dạ. Đó, vậy đó xem. Được đi không? Anh hai, đi anh hai xem không? Anh hai nói bà Út về con vui quá trời luôn. Dạ. Hỏi sao vui? Con cũng không biết nữa mà tự nhiên con vui đến mức độ con không biết con nghĩ chỉ ra chuyện gì mà con cười quá chừng. Trời ơi, nịnh mà Út thấy sợ không? Có nịnh không hay là thương thiệt hả? Cái anh hai anh em đó kìa. Đi hái sao thôi. Xuân Hà ơi, kiếm kìa, đi kiếm anh hai đó, quay qua quay lại kiếm anh hai nè. Đi em hai lấy rổ đi con. Sáng hôm lên đó lấy cho mày cái rổ đi con, rổ tre đó con. Đi đi. À, để bà nội lấy con. Con rủ má hai đi, rủ má hai đi chơi. Mẹ mẹ kìa. Xuân Hà ơi. Dạ. Hôm nay cả nửa tháng cũng về. Thấy không? Út nhớ dữ à. Đi làm bộ không nhớ hả con? Bộ không nhớ chân Hà, bộ không về. Chết. Có đội nón em không chị? Thôi. Chiều mát rồi Út khỏi. Đợi mình xem. Đây. Đi thôi. Chín nhậu cỏ. Bắt chín nhậu cỏ, bắt chín. Trời mưa rồi, cỏ lên rừng rạc đây. Dạ, ông Tám. Còn sống hả? Không thấy sạch rồi mà. Cỏ bờ mà mọc ra quá trời luôn. Quá nắng lâu quá là nước gì đẹp này. Đỡ rồi. Dạ nó lên đã mẹ. Hôm qua có thấy nhú nhú lên rồi. Nè, cải mẹ mới gieo này nó lú nhú nhú lên rồi nè. Dạ, lên xanh quá trời luôn rồi, tốt quá. Bẻ cây vậy. Mẹ ơi. Ơi. Mỗi lần con bẻ ra con thấy mấy cái kẻ 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 nè. Ừ. Nhanh lên mấy mẹ ha, có mưa xuống nhanh lên ghê á. Coi Xuân Hà nè. Xuân Hà giật nó dành của bà Út nè. Con ngậm vô mắt cổ. Nè. Xuân Hà ơi. Nó giận Hà. Đó, Xuân Hà. Kiếm gì cho nó. Có hái cho con muốn lấy chuối non. Mang lấy chuối non cho em tặng. Cái này con nghe nói là nó cứ bên nó cũ mà. Đúng rồi chị. Mình trồng thưa thưa nó có cũ. Còn nên mình trồng dày quá mình lấy lá non mình ăn chị. Ở cho gì vậy? Hả? Sơn Hà ơi. Cái nó có ngậm sạch miệng không sao. Lá chuối non có chất chát chát á. Dạ. Nó ngậm sạch miệng không? Cái lá chuối non coi vậy hay lắm nghe xíu. Vậy hả? Ừ, em bé mà bị dơ miệng á con quết lá chuối non con
con quết á, cái con cho dẻo, cái con quấn vô ngón tay, con bọc vô trong miếng vải khăn giấy á. Dạ. Con rơ miệng em nó trôi ra đó. Vậy trong cái chất lá chuối nó có cái chất chát, 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 chát nụ ra hết hả? Người ta làm cá vậy đó. Đúng rồi, đúng. Dạ. Lá chuối của vậy hay lắm đó con. Nó mình nước phèn mà mình xài mà mình cảm thấy là nó phèn á. Dạ, con hay nắm lá chuối con xé nhuyễn ra cái con bánh còn còn tròn lá. Những cái chất phèn đổ trong nước đó nó kết lại cái mình vớt lên mình giục cho nó rất là phèn. Hay quá. Trời ơi, cầm hai tay em miếng kìa. Không biết ăn miếng nào hả con? Sơn ca vụt về ha, Sơn ca vụt ảnh nó nhìn cũng chăm chăm mà nó cười Sơn ca. Rồi xong cái cuối vô ngực. Nè ơi, nhà đây có xe hơi kìa. Không có lạ. Ừ, mẹ thấy rồi. Bự ghê. Xe của Diện Hài đó. Vậy không, để mình nói cái cầm mình làm được sốt chứ. À, bạn của Yên. Có tấu á, có tấu với tấu một á. Bây giờ mẹ gỡ gom ra bớt nè. Em cho nó lên. Cải nó đang lên nè. Chị sâu xuống một gang nhờ chị trộn phân không á. Dạ. Phân không chị rải nó để chi để nó mới đủ cái độ xốp chứ vậy đất cứng ngắc thì sao nó nở được. Dạ, đất đất có cứng không? Hết bữa nhổ luộc chút thôi. Để nhổ để chút vài cây thôi. Làm lại, mới mốt nhổ luộc đi thì làm lại. Nhất là chị kiếm ở đây có nhà máy không? Chị kêu xe ôm á chở chị đi ra nhà máy chị kiếm trấu trấu trà gạo á. Chị đổ sau này nó tốt cho đất á. Nền này kêu bán rồi đỡ sau này lấy đầu trồng nữa vậy hả? Sơn Hà mua đi Sơn Hà. Mua cho bà nội là trồng rau. Mấy tờ giấy số đó. Thì chứ 21 người ta người ta vô đây mua miếng đất này chắc mình buồn lắm á chứ. Dạ, không có chỗ trồng. Chỗ trồng rau. Mai mốt chắc là người kia quá hơi xa. Mắm mẹ cho đó. Mắm rút chua đó. Trời đất ơi. Ăn xong đi không nổi. Ăn ngon quá hả? Trời ơi nó ngon. Mà ăn no không hai luôn á Xiên. Mà gặp gì Út ăn rau còn nhiều nữa, gặp mắm nữa. Mà Út ăn cơm. Út ăn cơm mắc cười lắm. Út không có ăn cơm, Út ăn có hơn nửa chén cơm mà. Út xách thịt ra cái Út lấy giống như chơi đồ hàng vậy đó. Dạ. Út lấy lá mơ. Cái Út sắp hai bà lá, cái hái mấy lá là quê để lên, lấy đọt keo để lên, gấp miếng thịt, quấn lại vì cái cầm chén mắm chấm ăn dạ. Lắm. Rồi nhớ là chưa ăn cơm mà muốn no rồi. Dạ. Ăn cơm vô rồi bắt đầu hả, gặp ăn mắm đó. Trời ơi, nó uống nước. Uống nước quá trời, quá ăn mắm hơi mặn á. Bữa nào con mắm uống nước nhiều vậy đó. Nó ngon, cực kỳ ngon luôn. Chắc buồn ngủ rồi. Chắc buồn ngủ rồi. Dụ mắt rồi. Minh nó nói mẹ chế ra nhiều món ăn ngon quá mẹ. Có chế gì đâu. Thì mở tủ ra cái hôm kia thì sắt thịt ba rọi nhỏ nhỏ vậy thì cái tôm khô đó xíu. Dạ. Cái bỏ ra ngâm nước muối, ngâm nước một chút xíu cái mềm cái bỏ vô kho thịt ba rọi cái bỏ tôm khô vô cái làm nồi kho quẹt. Cái hái ở sau hè có mấy cái đậu bắp với dây mướp đó. Quẹt cái luộc, hả? Luộc xong cái quẹt. Vậy là ăn hết được cơm luôn đó nhiều. Rồi Minh ha cũng biết gà hầm mầm nó không ăn á. Dạ. Gà hầm củ cải nó không ăn. Thôi con ăn muối quẹt à ngon quá. Để ăn xong còn nhiêu múc đổ hũ cho anh đem về. Em còn phải món mắm ruốc à. Mắm ruốc à, xào ba gọi á vô. Thượng ăn quá trời ăn luôn. Xíu ăn cái mẹ nói trời ơi xíu ăn mặn quá. Nãy để xuống rồi còn nửa chén mà giờ còn có chiếc tẻo. Ủa ai về nhà vậy? Ôi ăn ngon quá chừng ngon cần chi mà món gì Sơn Hào hải vị hả Diệu? Hả? Dạ. Cần gì mà Sơn Hào hải vị hả? Ăn vậy là ngon mắm rồi. Trời ơi ngon. Mà ngon lắm chị, nó ngon kỳ cục lắm ngon. Thiệt. Chị vậy chị không dám ăn mắm mà chị ăn ngon quá. Mà không dám đem ra. Hôm nay cắt được cắt luôn. Không có sợ.
trưa vô dì hai cũng vậy nữa. Vậy chứ này ấy giấm với đường cái lát nó xìu xìu. Dạ hai nó xìu xìu xuống hơn. Dì hai nói giờ có mấy thằng tôm làm gì, cái hai chị em ngồi chơi vậy nè, cái hái mắm lá mè, cái ở sau lưng có mấy bữa rau muống. Dạ. Cái hái rau muống, hái rau muống cái dì hai trồng mấy chậu lá quế với ngò gai với rau tần dày lá đó. Chị cái dì vô cái hai chị em lấy mười mấy thằng tôm lột ra cái nấu tô canh vậy nè, ăn với mắm ruốc. Vậy đó mà ngon. Dạ ngon quá chị, ngon luôn. Trời mưa qua bắt kính những đòi vậy trời. Bứng gòn hả mẹ? Ngò. À ngò hả? Có mấy cái chậu để sẵn rồi kìa. Bên bắt chín ngò ra nhiều lắm. Có một chị khán giả nói mình cứ bứt ngọn đại đi, cái hộp á mẹ, về rải đi là nó lên tự động lên à. Dạ. Con. Té cái cây đâm con á con. Sao không? Làm gì vậy con? Té hả? Con chơi té hả con? Đem lại đây coi. Con té đau rồi. Dướng hả con? Dướng té đau rồi, có sao không con? Cho bố coi coi đúng đâu. Đúng đâu đâu. Cho bố coi coi. Đã té rồi gối rồi. Đã rồi gối rồi kìa. Không sao. Đồng lên coi, hết đau coi coi. Cười lên. Trai mà. Tại vì mấy cái cây tẩm tẩm đó. Dạ. Đi dắt té. Nó đi từ từ cẩn thận thôi. Tóc da đồng gối hả con? Sao? Từ đó tới qua bọn xa. Cũng mới làm mà qua đó. Từ đó tới ruột còn xa. Dũng đang có đi làm không? Không, Dũng tính đi Hà Nội mới năm tây mà dịch bệnh đi Dũng đi. Mua vé máy bay rồi luôn đó. Xếp đồ vô ba lô, qua vô ba lô xong hết ráo rồi. Ừ. Mẹ cho hũ mắm ruốc đừng đem ra ngoài ăn đó. Còn để nguyên trong gói và băng keo đồ lại đâu có khui ra, chưa khui ra luôn. Đi ra ngoài đem theo hũ mắm ruốc. Sao dì Út làm sao vậy Út? Tại vì cái công trình ở ngoài đó đi nhiều công tiền. Dạ. Tổng ước nhiều tiền. Đi ra ngoài nó làm sẵn hồ coi được hết rồi, mình ra ngoài mình ghép đá với lại mình trồng cây thôi. Dạ. Có vậy là mình đi làm gì rồi cái đó bao lâu Út? Út định đi 2 tuần á. Dạ. Giờ đi không được rồi kêu tụi nó ở ngoài coi cái gì dễ, giờ là Út chụp hình mấy cái cảnh mà Út làm cho ta rồi đó. Dạ. Chụp hình Út gửi cho nó với mấy cái bữa mà nó đặt đá đó thì nó gọi video cho mình. Dạ. Gọi video giống như Út điều khiển từ xa vậy đó. Dạ. Út biểu là đặt viên đó rồi, mà ở ngoài tụi nó làm cẩu không à, đá lớn lắm. Cẩu thì nó đem máy lại nó quay, nó nói cục này con đặt đâu, cục kia đặt đâu thì Út chỉ. Dạ. Út chỉ biểu đặt theo dân đá vậy vậy đó. Dạ. Thì nó đặt xong rồi bắt đầu nó mới chụp hình nó gửi cho mình. Vậy là ông ngoại đang làm vậy Út ra không được. Tiếc quá Út. Tiếc. Dạ. Ông ngoại làm tiền nhiều lắm con, ông ngoại nó làm giá cao lắm. Dạ. Sân vườn ở đây họ lãnh 1.3 triệu, 1.5 triệu một mét sân vườn, là ông ngoại nó lãnh phải 2.5 triệu đến 3 triệu. Dạ. Nó lãnh gấp 2 vậy đó. Còn trồng cây mà có cây cổ thụ, một cái cây đây ví dụ giá trị mình lãnh khoảng chừng 5 triệu đến 6 triệu, còn ông ngoại nó lãnh phải 15 triệu. Dạ. Cái chuyện với má hai kìa. Nãy giờ nó ngó đâu bên mân trên ngọn tre, nó ngó nhìn bên đông hả? Ừ. Nó lạ. Giờ nên hai chạy tới chạy lui kìa. Giờ nên hai chạy tới chạy lui kìa. Cho anh hai qua đi chơi chứ nhà đâu có chỗ chạy. Dạ. Đào mấy cái cây đó. Đào nhà mất công coi tivi. Chị lạ đồ gối đó. Mấy cái đất khô này nè nó dạ nó đau lắm. Đau lắm. Dạ. Nói chuyện có bị té không? Sao? Tính nay coi một máy đặng đi góp tình góp hả? Tính nay coi nay má hai dây của con mấy triệu đó, tính tiền cho tính coi bấm coi, bấm đó, bấm vậy đó. Ừ. Bấm đi. Cười cái mặt già chát. Mẹ nó cá xong mẹ mới ngon hả? Ừ. Mẹ đi mình lắm. Dạ. Sư Hà ơi. Cái gì đó? Đó nói hả? Sao? Ừ. Con mừng ngủ rồi hả? Sao? Nói chuyện qua Út đi. Sao con? Nãy bữa Út cho ăn lá chuối ổi quá trời hả con? Út Diễm làm rau còn xin ca nướng cá nha. Dạ. Trời ơi, bữa giờ Út coi cái clip mà con làm bánh xèo đó. Mà nó nói gì Út cười quá trời, nó rặn la đi. Rặn la quá trời luôn. Gần nửa đêm rồi mà Út ngủ không được, mà Út coi. Mà nó nói sùm luôn. Mà không ai quan tâm, tại không ai làm á. Mà lúc ba Sơn quay cái máy là nó nói mình không thương.
lúc ba quay đi chỗ khác mà nó dẫn lại quá chừng nữa, bữa đó nó la quá chừng nữa. Dao không ai quan tâm tới hả con? Ủa nó la mà con mở hết lóc luôn à, quá chừng la luôn mà la khang tiếng luôn, nay chừng mày dày quá trời luôn rồi. Để thui luôn ơi, con mới xài kích mi hả con? Má Hai ấm rồi kìa. Nay gặp má Hai cái là nhớ tay cái kêu. Nay bỏ mà Út rồi, ba Yên đang ở trên tay bà Út mà ba Yên đi ngang rồi, nhảy qua ba Yên rồi. Đó, xong bà Út à. Mình về mình nướng cá, về nhúng lửa. Xong hả? Sướng hả? Dạ, sướng ăn, hả? Ăn rau sạch. Mấy ra ăn đâu mà nó yên tâm mới sợ vậy. Đúng rồi. Vậy ra chị con hai biết sao không? Tươi, cái cảm giác mà mình ăn xong rồi đó. Dạ. Mình nghe mình no mà mình yên tâm nó sướng hơn hơn là cái lúc mình ăn nữa. Hồi đó còn ở thành phố thì con đi mua đồ rau hay là thịt cá ăn sao con cứ lo hồi hộp cái sợ vậy đó. Ngồi nghiệm nghe. Lúc Út ở ngoài chợ Út ăn cơm không có cái bữa cơm nào mà Út ăn xong mà Út yên, mà cái tật Út ăn rau nữa. Dạ, Út ăn rau dữ lắm. Rồi ăn xong là nằm coi có chóng mặt không, có tê môi không. Mình đi học cái khóa mà dinh dưỡng sức khỏe đó, người ta nói là khi mà cơ thể mà gặp mà bị ngộ độc á là đầu tiên là tê môi, rồi ngày mệt, rồi chóng mặt say sẩm, mà cứ ăn xong là cứ nằm cứ có say sẩm không, có tê môi không, cứ lấy cái miệng cái tay cứ gõ gõ vô môi vừa quay vậy nè. Cái sau này á cuối tuần nó về cái kêu mẹ đi chợ mua giùm con, cái đem lên chợ năng tuần lễ. Bây giờ Út ở trên đó Út không có đi chợ Cần Đước, Út đi chợ Đào á xíu. Có những cái người lớn tuổi như mẹ vậy nè. Với như bà gần cỡ hơn mẹ hoặc là khoảng 70 mấy 80 tuổi thì người ta tặng mằng, ta hái rau vườn á. Út đi trên gặp chị bán nha. Bán dễ thương lắm. Gặp không? Dạ. Gặp chị bán không? Chị bán ở đâu em không biết. À, chợ Đào bán rau chợ Đào. Ê. Trời ơi coi cái lấy chuyên kẹp kìa. Họ bán đủ thứ hết á xíu. Họ bán đột nhãn lồng, họ bán rau má vườn á, mà rau má vườn ngon lắm chị. Nó non èo mà nó ngọt mà nó thơm lắm. Rồi có 15 ngàn nửa ký xíu. Nửa ký họ mà con biết họ hái xong họ mấy bà già mà họ hái xong họ rửa sạch bóng luôn, họ rửa sạch luôn rồi họ lặt, họ lửa sạch bóng luôn. Rồi lá me mà mấy bà già hái lá me thương lắm chị, ngắt từ bắp từ bắp từ bắp vậy nè. Rồi bông xô đũa, rồi rau chốc rồi bông súng mà họ hái xong họ cắt họ bó lọn nhìn là thấy thương lắm. Ăn mấy cái đó là an tâm, nhà trồng của thiên nhiên á, có sẵn gai rồi lá quế, mà lá quế không có được sung như ngoài chợ mà nó cùng cùng mà nó có bông bông á. Dạ. Mà nó thơm lắm. Okay. Đi về chị rồi má Hà với Sơn Hà ngồi cây okay kìa. Sơn Hà ơi đi nè, vỗ tay cho mẹ coi. Sơn Hà ơi vỗ tay đi. Mẹ kêu gần, Sơn Hà. Gần Sơn Hà. Vỗ tay đi nè, vỗ tay coi. Vỗ tay nè. Giỏi đi nè. Thôi dạ. Thôi đi về. Đi về nè. Sơn Hà chụp đây đi, Sơn Hà chụp đây nè. Chụp đi. Đừng đưa vô miệng ăn nữa nghe, ỏi nữa đó. Giật lên luôn hả? Ê giật mạnh đi. Mạnh lên rồi, được cái kia. Để con ăn nha. Sơn Hà đó nó cũng phái mấy lắm nè. Rồi đi về. Cái tay làm không được, lấy cái chân chị. Ừ lấy cái chân kẹp đó xíu. Dạ. Hồi nãy chị ẩm với ngồi đánh thấy chân nó kẹp ở dưới đây nè. Dạ. Thôi về thôi. Ở đây chiều mát quá. Sáng mưa là mẹ khỏe rồi. Dạ. Em mới thấy hôm qua nè, có bông rồi hết rồi nè. Dưa cỡ này còn được chưa? Ha dài nữa. Dài tí nữa mẹ, dài chút nữa. Có bông rồi nè. Để coi có bông bông kia chưa. Để tình duyên gian. Cái này là bông đực ha. Hôm qua thấy ngắn hôm nay bò ra dài á chị. Mau quá. Dạ. Có mưa đó chị, nó nhanh lắm. Dạ, dạ chút nữa đi mẹ.
Thôi bây giờ mình đi về thôi, nấu cơm. Chiều rồi. Mới 10 sáng phải không? Dạ mới 10 sáng rồi mẹ, chịu khỏi tưới.